Sau khi kết thúc quá trình bổ sung nhân sự, các câu lạc bộ đã chính thức nộp lên ban tổ chức danh sách những cầu thủ sẽ chinh chiến tại Premier League mùa giải 2023-2024. Và Manchester United cũng tương tự như vậy, khi họ đã công bố những cái tên cùng nhau chinh phục mục tiêu ở Premier League. Các tân binh được ký kết mùa hè vừa qua, cùng với đó là dàn nhân sự, luôn được săn đón từ truyền thông của Quỷ Đỏ. Tất cả sẽ đồng hành tham dự các trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Tuy vậy, trong bản danh sách này lại xuất hiện một vài gương mặt tưởng chừng sẽ khăn gói rời nhà hát của những giấc mơ. Và một vài điều bất ngờ khác mà chúng tôi sẽ gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Phiên chợ hè 2023 đã khép lại vào đầu tháng 9, nhưng các câu lạc bộ vẫn có thể đăng ký thêm nếu họ chiêu mộ những cầu thủ đang ở dạng chuyển nhượng tự do. Thời hạn dành cho công việc này là vào ngày 13 tháng 9. Vì vậy, phải đến đêm qua theo giờ Việt Nam, trang chủ của Manchester United mới công bố chính thức danh sách sẽ tham dự Premier League mùa giải 2023-2024. Nhìn lại tổng quan về tình hình biến động lực lượng mùa hè vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã đón chào 7 tân binh, bao gồm Mason Mount, Andre Onana, Rasmus Højlund, Altay Bayindir, Johnny Evans, Sofyan Amrabat và Sergio Reguilon. Còn ở chiều hướng ngược lại, đội bóng này cũng đã chia tay khá nhiều những cái tên không còn phù hợp với hệ thống mà huấn luyện viên Erik ten Hag đang xây dựng như là Eric Bailly, Phil Jones, Axel Tuanzebe hay David De Gea. Bốn cầu thủ này đã được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và Quỷ Đỏ thành Manchester không thu về được bất kỳ đồng nào. Còn lại những nhân tố khác đã mang về kinh phí dù vô cùng ít ỏi cho đội bóng, điển hình như là Alex Telles, Fred, Anthony Elanga cùng với Dean Henderson. Ngoài ra thì còn một vài tài năng trẻ cũng đã rời đội, nhưng do không phải là thành viên của đội 1 nên cũng không ảnh hưởng đến danh sách này. Theo đánh giá ở từng vị trí thì đây được xem là một kỳ chuyển nhượng khá thành công của Manchester United. Tất nhiên chỉ là ở chiều mua mà thôi. Những tân binh vừa cập bến nhà hát của những giấc mơ đều chám vào những mắt xích đang gặp vấn đề và chiều sâu đội hình cũng đã được cải thiện. Trong bối cảnh tài chính gặp nhiều khó khăn cũng như quá trình đổi chủ chưa hoàn tất, thầy 10 cùng với ban lãnh đạo đã làm khá tốt nhiệm vụ mua sắm của mình. Còn ở chiều ngược lại, nhiều năm qua, đội chủ sân Old Trafford chưa bao giờ được đánh giá cao ở khoản này. Các cầu thủ trong đội hình đều được mua với giá cao, nhưng bán ra thì chẳng mấy ai ngó ngàng tới. Hai trường hợp được giá nhất là Harry Maguire cùng với Scott McTominay thì vẫn ở lại với câu lạc bộ. Còn lại số tiền thu về chắc chỉ để trả lương cho các tân binh, chứ chưa nói gì đến dùng vào việc đi chợ. Dẫu sao thì đây cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Quỷ Đỏ vẫn đang thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh. Chiến lược gia người Hà Lan cùng với ban lãnh đạo đã làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ. Và giờ là lúc ông sẽ lắp ghép những cầu thủ mà mình đang có để tạo ra một tập thể đủ sức cạnh tranh cho mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Sau khi công bố danh sách sơ bộ tham dự Champions League, nửa đỏ thành Manchester tiếp tục công bố danh sách chính thức tham dự Premier League mùa giải 2023-2024. Theo quy định, mỗi câu lạc bộ có thể đăng ký 25 cầu thủ đội 1 trên 21 tuổi, trong đó sẽ bao gồm 8 cầu thủ thuộc diện homegrown hay còn gọi là của nhà trồng được. Định nghĩa một chút về khái niệm cho các bạn chưa rõ, homegrown được ban tổ chức quy định là một cầu thủ không bất chấp độ tuổi phải được đăng ký ở một đội bóng Anh trong 3 mùa giải và trước sinh nhật lần thứ 21 của họ. Hai tân binh của Manchester United là Mason Mount cùng với lão tướng Johnny Evans đã đáp ứng được điều kiện này. Trong đội hình hiện tại, đội chủ sân Old Trafford có 9 cái tên thuộc dạng của nhà trồng được. Tất nhiên, các bạn đừng nhầm lẫn là phải đào tạo ở Carrington, mà chỉ cần trong phạm vi nước Anh mà thôi. 9 cầu thủ bao gồm Tom Heaton, Harry Maguire, Luke Shaw, Wan-Bissaka, Johnny Evans, Mason Mount, Scott McTominay, Marcus Rashford và Jadon Sancho. Như vậy là đã đủ con số theo quy định của ban tổ chức. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua danh sách cụ thể mà Manchester United đã đăng ký cho chiến dịch Premier League mùa giải 2023-2024. Liệu rằng sẽ có bất ngờ nào xuất hiện trong số 25 cái tên đã được công bố chính thức trên trang chủ của câu lạc bộ? Đầu tiên sẽ là vị trí thủ môn. Quỷ Đỏ đã đăng ký 3 người gác đền vào danh sách này, bao gồm 2 tân binh là Andre Onana, Altay Bayindir và lão tướng Tom Heaton. Đây được xem là vị trí mang đến sự yên tâm nhất trong bản danh sách. Sau sự ra đi của David De Gea, đội bóng đã ngay lập tức mang về 2 bản hợp đồng mới,
là mẫu thủ môn hiện đại có khả năng chơi chân tốt để phù hợp với hệ thống mà huấn luyện viên Erik ten Hag đang xây dựng. Vài mùa giải đã qua, lão tướng Tom Heaton thường đóng vai trò là cánh tay nối dài của ban huấn luyện trong việc ổn định phòng thay đồ, cùng với đó là tham gia nhiều hơn vào công tác đào tạo cũng như chỉ đạo trong các buổi tập. Nhưng không vì thế mà đánh giá thấp khả năng của anh. Điển hình là ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải, thủ thành 37 tuổi đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Cuộc cạnh tranh cho một vị trí chính thức sẽ được diễn ra giữa hai tân binh là Andre Onana và Altay Bayindia. Ngôi sao người Cameroon đang duy trì được phong độ ổn định trong thời gian qua và dần hòa nhập rất tốt đối với các đồng đội, giúp thay đổi lối chơi của Quỷ Đỏ thành Manchester. Nhưng không vì thế mà vị trí của anh được đảm bảo. Với cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam, chỉ cần màn trình diễn có vấn đề thì vị trí chính thức hoàn toàn có thể bị thay thế ngay lập tức. Sự góp mặt của người gác đền đến từ Fenerbahce sẽ tạo động lực để Andre Onana quyết tâm hơn nữa. Đồng thời, bản thân tân binh người Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải tận dụng từng cơ hội mà mình có được để ghi điểm trong mắt của thầy 10. Sự cạnh tranh này sẽ giúp cho vị trí chấn giữ khung thành của Manchester United được đảm bảo chất lượng, vì chẳng ai muốn mình phải dự bị trong màn đối đầu này cả. Tiếp đến là vị trí hậu vệ. Đây là nơi có lẽ ít biến động nhất trong đội hình khi mà nhà cầm quân 53 tuổi đã xây dựng được bộ khung vững chắc từ mùa giải trước. Việc Lisandro Martinez hòa nhập rất nhanh cùng với đó là sự trở lại của Rafael Varane hay màn lột xác ngoạn mục của Aaron Wan-Bissaka đã giúp cho hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford giữ sạch lưới nhiều nhất tại Premier League mùa vừa qua. Mắt xích cần phải thay đổi nhất là Harry Maguire thì vẫn ở lại câu lạc bộ sau khi không đạt được thỏa thuận với West Ham United về một thương vụ chuyển nhượng. Vì vậy, theo dự kiến là sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đáng kể ở hàng hậu vệ. Tuy nhiên, chấn thương nặng bất ngờ của Luke Shaw, Tyrell Malacia và Rafael Varane hay thể trạng chưa thật sự ổn định của Martinez đã buộc thầy 10 phải chữa cháy bằng hai bản hợp đồng ngắn hạn. Đó là mượn Sergio Reguilon đến từ Tottenham và ký một năm với lão tướng Johnny Evans ở dạng chuyển nhượng tự do. Đây chưa phải là những cái tên có thể ngay lập tức thay đổi bộ mặt của đội bóng hay là mang đến chất lượng thay thế tương đồng. Nhưng một phương án dự phòng để làm gia tăng chiều sâu đội hình cũng là điều nên làm. Và biết đâu, cả hai sẽ có đất dụng võ trong thời gian tới. Như vậy là ngoài bộ khung cũ với 8 cái tên đã gắn bó với nhau trong hơn một năm qua, hàng phòng ngự chỉ có thêm 2 sự bổ sung nữa ở mùa hè năm nay. Hy vọng rằng các trụ cột sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe để có thể trở lại chinh chiến cho chặng đường phía trước, hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn. Hãy cùng chúng tôi đến với hàng tiền vệ. Nếu so với hàng hậu vệ thì tuyến giữa với 7 cái tên trong danh sách của đội chủ sân Old Trafford là nơi rất cần bổ sung lực lượng, nhất là sau những gì đã thể hiện ở mùa giải vừa qua. Dù huấn luyện viên Erik ten Hag đã mang về 2 cái tên đẳng cấp là Christian Eriksen cùng với Casemiro, nhưng cả hai cũng đã bước qua đầu ba của tuổi tác và khó có thể duy trì hoạt động với cường độ cao liên tục. Ngoài ra, Bruno Fernandes cũng cần phải có phương án dự phòng sau khi anh đã cày ải quá nhiều, và ngay đầu phiên chợ hè thì Quỷ Đỏ thành Manchester đã mang về Mason Mount, số 7 mới của câu lạc bộ. Anh là một nhân tố đa năng có thể chơi ở nhiều vị trí nơi hàng tiền vệ. Ngoài vai trò của một hộ công, chàng núi cũng có thể chơi ở vòng tròn trung tâm, nhưng về độ hiệu quả thì cần thêm thời gian. Chính vì vậy, cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam đã tiếp tục mang về Sofian Amrabat, người vừa thay thế cho Fred, cũng như gia tăng chất thép để hỗ trợ cho Casemiro. Đây được xem là một sự lựa chọn phù hợp so với tình hình hiện tại của câu lạc bộ, trong bối cảnh tuyến giữa đang gặp nhiều vấn đề sau 4 vòng đấu đầu tiên. Nhưng điều bất ngờ nhất trong bản danh sách này chính là sự xuất hiện của Donny van de Beek, nhân tố được đồn đoán sẽ ra đi vào mùa hè năm nay. Nhưng sau tất cả, anh vẫn không đạt được thỏa thuận với bất kỳ câu lạc bộ nào, để rồi vẫn sẽ tiếp tục ở lại nhà hát của những giấc mơ và chờ đến tháng 1 để quyết định tương lai của mình. Cuối cùng, hãy đến với hàng công. Trong bản danh sách gửi lên ban tổ chức, 5 cái tên được lựa chọn chẳng có gì khác so với mùa giải vừa qua, bao gồm Facundo Pellistri, Anthony Martial, Marcus Rashford, Anthony và Jadon Sancho. Với việc không có sự bổ sung nào đáng kể, cùng với đó là scandal của Anthony hay cầu thủ cùng sinh năm 2000 chưa có hồi kết, nên việc Anthony lẫn Jadon Sancho đều có tên trong danh sách này cũng là điều dễ hiểu. Nói đến đây, có lẽ nhiều bạn sẽ hỏi những Garnacho, Rasmus Højlund hay Kobbie Mainoo ở đâu trong danh sách này. Vâng, theo quy định của ban tổ chức Premier League, những cầu thủ sinh vào sau ngày 1 tháng 1 năm 2002 sẽ không cần phải đăng ký danh sách và các câu lạc bộ được phép sử dụng bao nhiêu cầu thủ U21 tùy thích trong các trận đấu.
Như vậy, tân binh đến từ Atalanta mới chỉ 20 tuổi nên sẽ gia nhập vào nhóm không cần phải đăng ký cùng với những nhân tố trưởng thành từ Học viện Carrington như là Alejandro Garnacho, Amad Diallo, Kobbie Mainoo hay Hannibal Mashburn. Đây chính là lời giải đáp cho thắc mắc của một số bạn khi nhìn vào danh sách 25 cầu thủ đăng ký cho mùa giải 2023-2024 lại thiếu quá nhiều nhân tố chủ chốt đến như vậy. Nhìn vào những gì mà Manchester United đang có, chúng ta có thể kỳ vọng là huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ vực dậy được tập thể này sau khởi đầu tương đối thất vọng. Dàn sao trẻ chất lượng cũng luôn sẵn sàng để chám vào bất kỳ vị trí nào trong đội hình nhằm gia tăng chiều sâu cũng như đủ sức để chinh chiến ở chặng đường dài hơn sắp tới. Hy vọng rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ nhanh chóng có được dàn nhân sự khỏe mạnh để cùng nhau hướng đến những mục tiêu đã đề ra ở mùa giải năm nay. 25 cầu thủ trong danh sách chính thức cũng như những sao trẻ hỗ trợ phía sau đều sẽ có được màn trình diễn tốt để cùng nhau đưa Manchester United trở lại với vị thế vốn có của mình. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!